Xin chào mọi người nhá. Vùng cao đấy mọi người, xe của anh Hùng đấy, chở rất là nhiều mọi người. Chuyến đầu lúc nãy có thời gian lên mọi người, bước đầu và chuyến này có ổn không, rất là nhẹ đầu. Cái chỗ này nó khá là dốc mọi người. Nhức đầu rồi, suýt nhức đầu mọi người. Cái này đi chỉ cần lệch một ly là nhức đầu nha mọi người. Hôm nay thì nói chung cũng khô rồi, có hơi ấy thôi, hơi mưa sáng, mưa phùn xíu, bây giờ hơi trơn trơn xíu. Bốc đầu phát nữa. Bốc đầu phát nữa đi. Làm duy nhất một lần đây. Nghiêng đến đi. Xong rồi. Ủa không đấy bác ơi. Đừng có hại ta nha. Con chạy không kịp nữa đây. Vào đi, vào đi. Đi quẹt tao bây giờ. À, sợ đấy. Các ông cứ chờ. Khỏe không? Nhấn nút sợ xem. Ồ, đường này cũng nên sửa rồi. Chạy nhiều thế ông ơi. Toàn 5 mét nhiều nha mọi người. Đủ má đẹp thiệt chứ. Đèn nháy các kiểu đầy đủ. Cứ lên dốc là thấy đầu nhẹ rồi, không gác lên đầu là xong luôn. Ui khói rồi, khói nhẹ nhẹ rồi. Làm 2 năm rồi chắc cũng nên làm bộ hơi cho nó mới rồi các mọi người. Vẫn chưa nghiêng mọi người. Nhìn có nghiêng một chút nhưng nhìn trong máy không nghiêng. Tẹt. Sợ nhất là xô trúc ra thì mình không chảy đâu được. Biết nấy bỏ xe máy bên kia thì đỡ rồi mọi người. Giờ mang cái xe máy đi cũng nhục. Trần quá luôn. Cắt đủ. Năm nay đầu năm, nói chung là đầu tháng,
được tháng đầu năm nữa, coi coi năm nay có chúc có đi được không nhá. Anh em ba miền ai nhu cầu chúc cứ Aslo, anh em sẽ đi chặn trên rừng xuống và sẽ có ô tô ship tận nơi cho mọi người nhá. Đủ đèn nháy, đầy đủ đèn trong trống. Thằng này đi chạy đi chậm quá, chậm quá không đủ đi, không dám đi. Có thể đủ nhưng mà xe nó phải đứng yên mới dám qua mọi người nhé. Ok, hết dốc rồi mọi người, chuẩn bị xuống ít dốc xong là đổ thôi. Đây chuyến được 200k thì nó chỉ thế thôi mọi người. Idol bốc đầu, hôm nay idol bốc đầu rồi, bây giờ idol cò nhiều. Số 3. Sao vậy má? Kêu chi vậy? Tí mất tay cái điện thoại à? Ây. Đấy. Nghiêng. Hay nghiêng đấy, bố ạ. Ôi, đàn này nên sửa rồi. Máy xúc sửa nên sửa ngon vào, chứ tầm này mà đi không ổn đâu. Khiến nó, thật chiều đi khiến ấy. Khi nghĩa dù nó hình ca khiến mà. Nó xin cái mày nhỉ dù bước. À ồ, 20 phân. Chừng nào mà nghiêng hết cớ thì là xuống vực thôi, nhẹ nhàng vậy thôi à. Chừng nào nó nghiêng hết cớ là ngã thôi, có gì đâu. Có nghiêng đâu mà. Chừng nào thấy nghiêng thì cũng đi rồi. Ừ, đủ má, tí thì rớt rồi. Giờ đi thả trôi được rồi. Ai? Đấy, bảo thả trôi là thả thật đấy. Tí đừng có xích, đừng có mà hỏng hết đầu bu nha. Tầm này chỉ có mất xích thôi à. À, đầu bu chắc đi thôi quá. Oh yeah. Này, đi số nhanh này. Đúng mà. Ôi, chở nốt chuyến này thôi, cái xích đi bố ơi. Hôm nay trở về thôi. Ủa, chết thật à. Đi ghê vậy. Cọc. Nát hết được bu rồi. Cảm giác của ta. Ăn được. Đi từ từ thôi. Ôi có sao đâu mà. Cứ đi phóng phèo phèo được. Còn chưa tối mở đèn làm teo chi. Đấy, chuẩn bị đến chỗ rồi mọi người nha.
đuổi vào đây. Ngựa đây, ngựa chết chúng nữa nè, cứ thoải mái đi, 1 mét nữa. Ô, oh, ok má mà nhảy xuống không cần lúc kê à? Tí nó trôi đi thì sao? Cả đơn nổ yếu hơi mọi người nhá. Đây mình phóng cho mọi người xem. Đâu rồi, không phóng được. Đơn nổ hơi yếu hơi rồi. Mọi người xem giúp anh em mình đây có phải bệnh yếu hơi không mọi người nhá. Nó chảy nhất theo cái ống thở lên. Đen xì luôn. Đấy, mọi người cứ kéo cứ chở thuốc là lúc nào cũng phải có đai dây tăng đơ này để lúc nào mình đai vào nhá, không thì không thể không được. Đó, không đứt rồi. Đó. Đấy, cọc cạch một buổi chiều được 400.000 mọi người ạ. Tưởng ngon lắm nhưng mà hóa ra nó chưa ngon mới. Việc ít cho nên thế cũng đỡ hơn là không có. Xe mình thì đứng chơi, ngồi chơi ở nhà. Bởi vì đang đầu mùa mà mọi người ạ. Đầu mùa nên trúc đây nó chung là chặt chưa nhiều. Mấy cái bãi này thì nó là trước Tết nha mọi người nhé. Mấy cái trúc trước này là trúc trước Tết rồi. Giờ là ben lên phát cái là về nhà thôi. Về nhậu tiếp mọi người nhá. Này mọi người nghe là hộp like không hú. Mà hú là hú cái chỗ số ben nha mọi người nhá. Hú số ben nhá. Cái này hú số ben mọi người ạ. Chắc dầu cầu thiếu quá, dầu nhất thiếu được quá. Ok. Cổ xe đã về nguyên bản. Lúc đấy nó kiểu như cổ xe nó hơi cong lên. Không nâng hết tầm tí nữa nó lại... Ui dồi. Hết tầm. Ok, xong. Giờ thì cởi xích thôi. Đấy, muốn ăn tí tiền của người ta lúc nào cũng phải tay phải bẩn. Không phải dễ đâu. Này, ai chưa biết rap thì hỏi học hỏi nhá. Ai chưa biết rap thì học hỏi nhá. Không như mấy anh Quảng Nam kia là phải là dùng cái móc đâu. Cái anh móc em đâu. Mình làm đơn giản lắm. Đấy, cái này là đẩy xe là nó ra nghe. đúng rồi. Đấy, giờ thì đẩy đi. Đẩy nhá. Đi bên nào đây? Ôi ô, nó nặng hơn mình à? Nó nặng hơn mình rồi. Nó nặng hơn mình rồi. Nó nặng hơn mình rồi. Thôi. Nó nặng hơn mình rồi. Nghe tí cho sướng đi. Không sao đâu. Hơi chợt thôi mà. Có gì đâu rồi. Không phải đâu, không phải đâu. Đấy. Đi thì phải test xe như bác này thì được này.
giật mấy phát coi nó có vớ bi không. Làm vài quả đi cho thật đi mẹ cha thôi thì được. Lúc đó mình phải thử xe nha mọi người nha. Thôi rồi rồi rồi, không sao đâu. Yên tâm yên tâm. Ok ok. Ai xe anh hùng này. Chờ 2 năm. Nói chung là vào à. Bao nhiêu nhỉ? Bao lâu rồi nhỉ? Ông tính nhỉ? 25 tháng rồi nhỉ? 25 tháng rồi nhỉ? Tổng được 25 tháng rồi. Anh em về độ thêm. Hơn 2 tuổi tí. Tròn 2 tuổi. Khoác. Ôi dồi. Qua đấy cũng đi luôn á. À? Thế vừa trước chắc hàn chắc quá. Không, hàn này thì nhoi biến với chiều á. Con nhìn này bỏ vào nhà nào, bỏ bị đá. Biến hả là? Ồ, với chiều luôn. Ồ, chú với chiều khách gàng dưới đố luôn. À, khách gì chặt chuẩn luôn. Toàn rồi. Hàn tiếp, có gì được. Ôi dồi. Chắc phải đi 400. Mua cái mới rồi. À, mua cái có hàng nhưng mà làm ăn thì đen đấy. Đầu năm mà làm ăn mà toàn thất bát như này thì thôi rồi ấy. Ờ thò sao nè. Ờ em hiểu luôn chứ. Em mà hắn đen. Mà ta hoa chả cho nó dếp bồ quay bà. Cái này mặt lưng ấy khu nhá. Nên nó có chân tổng đen. Tổng đen. Cái này đen rồi. Chán bỏ chai rồi ta cho nó hàng tôi nhắn. Làm thêm cái can 5 lít, làm cái khóa nữa. Để rửa tay. Ê dài. Làm ký à? Biết chéo cái cốc ca. Đây à, cái chỗ này, có chỗ này. Nhìn thấy rộng rộng. Điều này hồ. Can 5 lít có 15k, ông cứ hãy nghĩ nhiều. Sẽ có nước mùi. Thôi, thế thôi, bye bye. Hẹn mọi người video tiếp theo nha mọi người. Bữa này lâu lắm, không có video rồi.